cô bạn học đó. Đây là nhạc phẩm mà cô bạn học để nhớ lại hồi còn nhỏ. Đồ. Và một hôm em ghé đến thăm anh, sợ mẹ cha thấy chuyện của đôi mình, anh nói láo. Từ đây cô bạn học đã lâu rồi con mới vừa gặp nhau. Cứ mỗi tháng em lại ghé thăm anh, sau mỗi tuần em ghé thăm một lần. Và quên dần hẳn đi, em hay nghĩ đến đình làng giềng thầy thế bảo nàng dâu. Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa em, và tôi bây giờ là 10 đứa con, để anh mãi yêu thương và ước nguyện dài đâu xóa được tình yêu. Em bảo là cô bạn học ấy. Nhớ là bất cứ một nhạc phẩm nào ấy, tôi có chế một vài lời cho nó vui, nhưng mà có một số người ta ghét, ta không có chấp nhận. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho nó. Nhưng nói trước không nằm trên đâu nhé, muốn vì vua thường hay trò lắm cùng vì. Và một hôm em ghé đến thăm anh, sợ mẹ cha thấy chuyện của đôi mình, anh nói láo. Từ đây cô bạn học đã lâu rồi con mới vừa gặp nhau. Cứ mỗi tháng em lại ghé thăm anh, sau mỗi tuần em ghé thăm một lần, và quen dần thành đêm ngày đến đêm nắng diện thay thế bảo nàng dâu. Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa các em, và anh bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đứa con, để anh mãi yêu đương và ước nguyện tháng năm dài đâu xóa được tình. Cảm ơn Dr.